khi mà chó nó bị đánh á thì nó sẽ kêu ắn 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 ắn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt từ quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì một dịp tình cờ về đây thì có hẹn một người em. Thì em có thể giới thiệu về mình đi Pháp. Chào anh, chào anh Bùi Hồ ha. Thì tình cờ cũng biết được anh Bùi Hồ trên YouTube, những cái video rất là hữu ích cho mọi người ha. Thì em xin tự giới thiệu thì em là Pháp ha. Em hiện đang công tác về mảng y tế ha. À, Pháp thì đang là một bác sĩ của các anh chị, bác sĩ trẻ đang làm ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thì trước khi mình lên đây gặp Pháp thì em có tâm sự, em là một người mà từng sống ở quê và đặc biệt là cái vùng đất mà vùng thấp 10. Thì nơi đó nó có rất là nhiều cái con vật. Ví dụ như những cái con vật như là những con tu hú, con cúm núm rồi đó. Thì những ngày xưa anh nhớ ngày xưa là lúc mà chưa có điện á, thì những trời mưa xuống như thế này nè, vào khoảng tháng 5, tháng 6 á, thì các con vật nó kêu rất là nhiều. Mà ở ai ở quê thì cảm thấy nao lòng à. Thì em có cái suy nghĩ lúc đó thì em suy nghĩ như thế nào Pháp hả? Nói chung sinh ra lớn lên ở quê thì nói chung dù cái mùa mưa hiện giờ Sài Gòn cũng đang bắt đầu mùa mưa nè, thì nói chung là cũng nhớ tới cái thời đó đó. Mưa xuống cái là cứ hết cả đường nó kêu đầy đường á, đầy đồng hết á. Rồi tu hú nó kêu, nói chung cũng vui. Nhưng mà cái cảm giác quê thấy quê đẹp nhưng mà cái tiếng nó cũng buồn buồn, nó nhớ nhà kia. Nhưng mà hiện nay thì em đang công tác ở Sài Gòn thì có dạ. Nhớ lại những cái âm thanh quê hương lúc nhỏ không? Dạ, thì mưa xuống thì cũng lại cũng đi dọc đường ngoài đường cũng nhớ. Rồi cũng đi hát nghêu ngao rồi đi nói nhớ lại dọc đường vậy đó, kêu riêu rao dọc đường á, mà hơn bịch khẩu trang không ai nghe hết. Nói cho vui thưa cô bác quý anh chị, Pháp thì ngoài cái công việc chính á là hiện nay em công tác bên ngành y, thì Pháp có một biệt tài đó là giả giọng, giả tiếng kêu của các con vật. Mà hiện nay thì em giả được bao nhiêu tiếng nha Pháp ha? Thì những cái âm thanh nào mà em từng nghe mà em thích á, nó đi vô đầu thì khoảng động vật thì dưới quê nó chứ cũng cỡ trên dưới 20 con. Ồ. Và những cái âm thanh khác thì là giống như nó có nhiều nguồn, như trên phim hay là trên kênh giải trí này nọ. Vì cái điều mà em nói mà làm cho anh rất tò mò. Anh lên đây để mong muốn được gặp em. Không nói nhiều nữa, chắc có lẽ là anh sẽ nhờ Pháp biểu diễn cái năng khiếu bẩm sinh của mình. Dạ. Và cũng phải có luyện tập thì mới được, chứ cũng không luyện tập thì cũng khó hay Pháp ha. Dạ, thật sự thì nói biệt tài cũng không dám nhận anh, thì nói chung là nó cảm âm thôi, mình nghe riết rồi cái nó ăn vô đầu mình á, tới lúc mình cứ phát ra được rồi cứ mình luyện cho nó hoàn thiện từ từ thôi. Rồi bây giờ anh mở Pháp ha. Dạ. Rồi để cho sôi động thì mình giả tiếng chó trước ha. Tiếng chó là cái tiếng mà nghe nhiều nhất, em bị cảm nhiều nhất luôn á. Rồi chó ha. Rồi chó khi mà nó ở chỗ già đi, khi mà chó nó bị đánh á thì nó sẽ kêu ắn 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 ắn. Số 1 ha. Dạ, ok ha. Rồi để em coi danh sách như vậy. Rồi tiếng trâu đi ha. Đi quê trâu, nhà em nuôi trâu từ nhỏ rồi.
Nói chung cái mùa này mà nó thấy mưa xuống mà nó sung nó nhảy đứt dây là cũng mệt với nó lắm. Ok. Sung không? Trâu thì đi với bò nữa ha. Dạ tiếng bò luôn nha. Rồi. Ok. Ok. Rồi gà nha, tiếp theo là con gà. Thì hồi xưa em tự nhiên em ấn tượng tiếng gà trống. À. Sau này thì tiếng gà mái nó cũng thấy nó cũng hay hay. Thì em biểu diễn luôn ha. Tóc 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 rồi tiếng gà trống ha. Cũng có mấy đợt về kêu á, xong một con gà trống nó tưởng khiêu chiến với nó. Mình cứ kêu một tiếng thì nó kêu một tiếng thôi. Quá nghệ thuật. Đây rồi. Con mèo á, chó với mèo ha. Mèo thì có nhiều dạng. Mèo thì nó có, nói chung nó kêu mấy con mèo đó là mấy con mèo nịnh ha. Còn mấy con mà mèo mà nó cắn lộn mà nó chửi nhau không biết nó giành đực giành cái gì đó thì nó kêu meo. Rồi tiếng dê. Nhà em thì không có nuôi dê. Nhưng mà đi dọc đường thấy nhiều khi cũng muốn chọc mấy dê đó. Mẹ. 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 Heo đấy anh. Nhà em xưa cũng có nuôi con heo. Mà nó kêu mà từ đầu sớm tới cuối sớm nó đói là kêu ai cũng nghe đó. Xong rồi mẹ bán luôn rồi, nó kêu ồn quá. Quý. Quý. Nó đói thì nó hơi bị sâu nữa. Đói người cắn hả? Rồi. Tiếng tiếng khỉ ha. Khỉ thì nè. Rồi tiếng chim hót thì xưa thì thấy nó giống như tiếng hút gió. Nhưng mà mình luyện cái tiếng hút gió từ từ cho nó giống tiếng chim hót. Con chim đó là con chim gì ha Pháo hả? Em cũng biết nữa. Em biết chỉ chim nhỏ nó kêu vậy thôi. Con cái con này chắc là anh cũng biết nè. Nhưng mà tới thế hệ giờ thì chắc cũng ít người được nghe rồi. Là cái con này nó là cái con cúm núm. Hồi xưa thì người ta cũng hay dùng cái mái mà để bắt mấy con cúm núm á. Thì em nghe riết nó cũng ăn vô đầu. Rồi con chim cu ha. Cu gáy ha. Cu gáy ha. Em biết là cu gáy hay cu lửa, cu đất gì đó. tiếng mũi ha. Con mũi luôn hả? Nhiều lắm. Em cũng biết là mũi hay con ong mà nó cứ rồi riết em không biết là con nào là con mũi, con nào con ong nữa. Cái đó là con mũi á. Con mũi. Ếch đi ha, ếch ọp á, em kêu ọp ha. Với ếch ọp á, với ếch bị rắn cắn ha. Không biết anh có từng nghe con ếch mà nó bị rắn cắn vô tận nghe hả? Ếch ọp chứ ha. Ọp ọp. Ọp ọp. Ọp ọp. Trời, con ếch bị rắn cắn ha. Cái này phải lấy cái âm vực hơi thấp. Cái đó là mình phải lấy ở dưới kia. Đúng rồi, lấy túc dưới này. Ở dưới cột. Túc dưới cột. Tại vì lúc đó con rắn nó cắn ếch là nó kêu hết nổi rồi. Nó bị lắng rấy hơi.
Còn còn anh từng coi cái phim hình Masubilami chưa? Masubilami. Con đuôi dài ấy. Cái con đuôi dài á. Nó kêu sao ta? Fuma bim. Rồi. Cái Hugo, hồi nhỏ anh cũng coi Hugo nữa. Để em nhớ lại cái tiếng Việt bằng đô ha. Cái này là con vẹt băng đô hả? Dạ, cái đó là hồi xưa là chú Hồng Ninh là lồng tiếng cho cái này. Còn em chỉ nói chung cũng giống giống thôi chứ không dám nhận là giống. Hugo này, tất cả những gì cậu phải làm là leo lên sợi dây thừng đó, rồi chúng ta sẽ tìm cách để giải thoát Hugo Lina và bọn trẻ sao nha. Ok. Cái đó là chú Việt băng đô. Việt Nado. Nado. Rồi. Cái con này là cái con chim cỏ kiến nhưng mà em không nhớ trong phim hình gì. Nói chung khi mà nó chiến thắng người ta thì thường nó cười, nhưng mà nó cười cái giọng nó cũng hơi vui vui nên em mới nhớ. Này cũng hơi lấy hơi thấp. Ok. Dạ, em nhớ tới đâu thì em làm tới đó ha. Nói chung là Pháp làm rất là nhiều con vật, nhưng mà cho cô bác anh chị nghe rõ ha. Rồi, tiếng gió thổi nha. Từ mùa mưa thì nói chung những cái âm thanh nào mà nó quen thuộc mình sẽ như đâu anh. Rồi, dạ. Tiếng gió thổi nha. Những cái âm thanh nhỏ nhất mà em cũng thấy được hay hơn. Cái tiếng này là tiếng này cũng tương đối dễ kêu, chắc mọi người cũng sẽ làm được tiếng chuột kêu. Chuột đang kiếm ăn. Rồi con mặt kè. Rồi tiếng người hí, rồi khi mà nó mệt thì nó thở nha. Có cái đợt này là hồi xưa là tròn bạn canh lúc nó ngủ mà nó không có ngáy, nhưng mà mình quay nó lại mình ráp tiếng ngáy mình vô. Mình hại nó. Tiếng mà nhưng mà khi mà trả lời sai mà cái tiếng đờn em không biết gọi là tiếng gì. Cái đó giống như tiếng đờn violon phải không? Em cũng nhớ nữa. Rồi giọng của người này người kia đây. Xưa là trong một cái bài hát rap của Đinh Tiến Đạt có cái bà ba làm gì mà cứ lằn quằn xơi đây thế. Giọng người Quảng, em cũng biết người Quảng là Phú Yên. Ví dụ em là người em cũng chẳng biết em người ở đâu mà em xin tờ giới thiệu em Nguyễn An Pháp gì đó. Cái lần đầu tiên mà em quen anh rồi bây giờ cái giọng trong những cái bộ phim I am Iron Man. Cái đó là những cái tip ngắn trong những cái bộ phim đó. Ngắn trong những cái bộ phim. Giọng của mấy người mà làm MC ha. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với nghệ sĩ Chế Linh, một trong những tứ chủ của Việt Nam, Nhật Trường, Hùng Cường, Chế Linh và Duy Khánh. Giọng theo cái kiểu miền Bắc nhưng mà người đứng tuổi ha. Dạ rồi, nha. Rồi để tại vì hiện giờ cũng không nhớ hết được thì
góp vui được cho anh Bùi Hồ cái gì như đó nha. Nói chung thì qua em á, cái khi mà em nói chuyện với anh á thì cái âm vực của em á nó nhỏ á, nói chuyện nó trầm, nhưng mà khi mà em giả giọng á thì cái âm vực của em nó cao, nó thanh đó. Mà em có thể là em lấy cái hơi á, khi mà em lấy hơi thì em có thể lấy từ nóc ở trên này, từ nóc giọng ở trên này này, hoặc là ở dưới này, thì cái việc đó mà em tập nó lâu không phải? Cái đó nó cũng không biết, cũng trời sinh một phần á, rồi cái tới một cái lúc thì em khám phá rồi thôi. Ví dụ như những cái giọng, ví dụ những cái bài hát á, hồi xưa là những cái âm thanh em thích á, cái em tập cái một hồi cái nó được, cái em mới phát hiện ra là nó cái âm vực nó cũng rộng á, nên là nó những cái tiếng kêu của mấy cái động vật á thì nó vẫn thuộc nằm trong cái quản của em, thì từ đó em mới bắt đầu để ý. Thì bắt đầu cái lĩnh vực mà gì hát hò giải trí cũng vậy, thì ai tới lúc nào em cũng bắt chước tới lúc đó vậy đó. Nhưng mà cái này là em vì yêu quý các con vật em giả cho nó, để mà sau này nó có một cái khoảng tuổi thơ mình nhớ về quê hương, hay là vì em thích giả cái tiếng kêu của con vật? Dạ, thì những cái âm thanh đó thật sự là mình phải thích, nếu em thích thì mới để ý tới nó, rồi nó mới ăn sâu vô đầu, rồi mình mới tập luyện được. Ví dụ sau này cái gì có gì có thế hệ mà tới đời con người cháu mình, nhiều khi nó cái môi trường nó không còn ấy thì mình cũng có thể giả để cho tụi nó hiểu thêm về cái vùng quê ông bà nó xưa nó sống là vậy. Em là một người có một cái giọng, cái dây thanh quản trời phú, mà kết hợp thêm luyện tập nữa, thì sau này em có dự tính là mình sử dụng cái đó để mình đi biểu diễn thôi không, hay là mình chỉ đó là một cái thú vui trong cuộc sống của mình thôi? Tại vì hiện tại thì cái lĩnh vực của em là bên y tế, em hiện là một bác sĩ, thì trong những cái lúc mà rảnh rỗi á, thì cần mà giải trí á, những cái mà stress á, thì mình cũng phải có một cái gì đó để làm bớt cái căng thẳng, thì em có thể thực hiện giả các tiếng như thế này. Rồi tại vì nếu mà thật sự mà muốn đi biểu diễn á, thì nó không chỉ dừng lại ở đam mê, mà nó phải quá trình trao dồi luyện tập rất là kỹ, chuyên nghiệp, rồi phải có tư duy, có bài bản. Thì cái đó thì em nghĩ nếu mà em sắp xếp có thời gian thì em sẽ cố gắng trao dồi thêm, còn không thì nó không thì cũng chỉ dừng lại ở vui là cũng được rồi. Nhưng mà anh thấy cái đó, những cái âm sắc nó khác nhau, nó làm cho mình cái cuộc sống của mình nó muôn màu hơn ha, nó đủ đủ màu sắc hơn. Thì cũng có nhiều khi cũng có nhiều cái sự cố xảy ra, mà sự cố cũng vui vui. Tại mà hay thích đi chọc chó. Chọc chó, nhiều khi mình đeo khẩu trang chạy ngang thấy con chó nào mà nó hiếu chiến kia, hoặc là nhìn cái mặt nó tếu tếu, hay chọc, mà đợt đó chọc xong cái mới sủa có 1 tiếng à, trời nó sừng gồ lên, nó dí. Mà cái bà ở sau có một cái cô nào đó chạy gần quá, nó tưởng là cổ chọc, trời nó dí cổ, mà mình cũng hồi hộp giùm luôn. Mình đợi cổ đi an toàn rồi mình mới dám chạy tiếp. Em âm sắc rất là hay, có hát một bài nào tặng cho cô bác quý anh chị không? Hát một đoạn thôi. Anh thì thấy Facebook em hát cũng nhiều á. Thường thì em hát bolero, mà hôm nay hát cho anh Bùi Hồ với quý khán giả nghe bài lạ lạ đi ha, bài Tây Du Ký nha. Thì có những cái nốt mà nó lên cao feel cho nó đã, mặc dù em không biết là bữa nay lên tới hôm đó, trời hơi lạnh thì nó thanh quản nó hơi bị căng xíu nha. Hôm nay gặp Pháp là một điều hứng thú quá. Dạ, bắt đầu luôn nhanh. Dạ, anh mời em. Để mình nhớ là Ý xíu sư ta hà, ủ hòa chiên chứ mà Ý là rì sư sùng sâu văn xia, thà bình khẳng khờ
成大道，道把家下有书法，有书法，啦啦啦啦啦。观路在何方？路在脚下。看观路在何方？路在脚下。Rồi, xin cảm ơn. Rất hay. Nói chung là cảm ơn em vì cái bài hát mà cho anh nghe lại ngày xưa, mà mỗi khi mà tới hè như thế này là bộ phim đó bắt đầu chiếu à? Dạ, yeah, nó là cũng tuổi thơ của em á. Nghe riết rồi nó thuộc luôn. Anh cảm ơn em đã dành thời gian quý báu của em để mà cho anh được gặp em. Dạ. Yeah. Để mà cho cô bác của anh chị thấy thêm cái cuộc sống này có nhiều màu sắc hơn. Yeah. Cho cái kênh của anh nó có một cái độ phủ nhiều hơn. Dạ rồi, cảm ơn anh Bùi Hồ. Nói chung là anh em cũng tình cờ có duyên thì gặp nhau. Nói chung anh Bùi Hồi cũng rất là thân thiện. Nói chung em rất vui khi mà hôm nay có dịp mà ngồi nói chuyện, quay cùng một cái clip với anh Bùi Hồi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Và nếu mà yêu thích thì nhớ like, share và ủng hộ kênh của anh Bùi Hồ TV nhé. Rồi, anh xin cảm ơn em nha. Dạ, chúc em sức khỏe và thành công. Dạ rồi, xin cảm ơn anh.